dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Đêm nay, Đỗ Văn Hậu ra sân tại Hà Lan. Đỗ Văn Hậu nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận Young Heerenveen với Young Feyenoord tại giải KNVB Reserve League. 00:30 ngày 5 tháng 2 đêm nay, Young Heerenveen sẽ ra quân tại vòng playoff giải KNVB Reserve League, giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị tại Hà Lan. Đội trẻ Heerenveen sẽ chạm trán Young Feyenoord. Đây là trận đấu đầu tiên của Đoàn Văn Hậu và các đồng đội, nhưng là trận đấu thứ hai của Young Feyenoord. Đội bóng này phải nhận thất bại tỷ số 1-4 trước đội U21 của câu lạc bộ Roda JC. Đoàn Văn Hậu gần như chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của Young Heerenveen. Dù chưa được cho ra mắt tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, tuyển thủ đội tuyển Việt Nam luôn được huấn luyện viên Johnny Jensen cho ra sân tại KNVB Reserve League để duy trì phong độ. Huấn luyện viên Johnny Jensen đang kỳ vọng Văn Hậu sẽ sớm hòa nhập với chiến thuật của Heerenveen và cống hiến cho đội 1. Điều này được thể hiện khi ông Jensen quyết định thanh lý hàng loạt tài năng trẻ như Emil Fredriksen, Đan Mạch, 19 tuổi, hay là Nemanja Mihailovic, Serbia, 24 tuổi, Ander Dreyer, Đan Mạch, 21 tuổi, nhưng vẫn giữ lại Văn Hậu. Sau 4 tháng chuyển đến Hà Lan chơi bóng, Đoàn Văn Hậu mới chỉ đá vỏn vẹn 4 phút ở Cúp Quốc gia Hà Lan gặp Roda JC. Tổng cộng, hậu vệ Việt Nam dự bị 15 trận kể từ khi gia nhập Heerenveen. Văn Hậu dự bị, Heerenveen thua đau trước Fortuna Sittard. Trong ngày Văn Hậu không được thi đấu, Heerenveen đã phải nhận trái đắng khi làm khách của Fortuna Sittard. Tại vòng 21 giải vô địch quốc gia Hà Lan, câu lạc bộ Heerenveen đã có chuyến làm khách đến sân của Fortuna Sittard. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thầy trò huấn luyện viên Johnny Jensen tự tin hướng tới việc giành trọn vẹn 3 điểm. Ở trận đấu này, Heerenveen đã tung ra đội hình rất mạnh với những Wiman, Van Bergen hay đội trưởng Fai. Đáng chú ý, hậu vệ tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu được ông Jensen xếp trên băng ghế dự bị. Dù phải thi đấu trên sân khách, Heerenveen vẫn chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu trận. Sau nhiều tình huống hãm thành, đội khách đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Michel Van Bergen ở phút thứ 6. Tuy nhiên, đội chủ nhà Fortuna Sittard nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa ở phút 15. Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Bước sang hiệp 2, Fortuna Sittard chủ động lấy lại thế trận, tạo được nhiều tình huống hãm thành về phía cầu môn của Heerenveen. Sức ép rất lớn từ đội chủ nhà khiến Steven Botman lóng ngóng đá phản lưới nhà, qua đó giúp Fortuna Sittard vươn lên dẫn 2-1 ở phút 74. Những phút cuối trận, huấn luyện viên Johnny Jensen liên tục đưa ra những sự thay đổi người khi Jordi Brugin, Runa Espejot hay Alan Halilovic vào sân. Tuy nhiên, Văn Hậu đã không được trao cơ hội thi đấu. Dù thi đấu rất nỗ lực, SC Heerenveen vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa trong những phút cuối trận. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Johnny Jensen đã chấp nhận thất bại 1-2 trước Fortuna Sittard. Sau 21 vòng đấu, SC Heerenveen mới chỉ giành được 28 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Phong độ gần đây của họ đang khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng với chuỗi 3 trận toàn thua. Cựu huấn luyện viên Heerenveen cho rằng đội bóng trả lương Văn Hậu quá cao. Ông Gert-Jan Verbeek, cựu huấn luyện viên trưởng Heerenveen, vừa lên tiếng chỉ trích câu lạc bộ cũ và cho rằng Đoàn Văn Hậu chưa xứng đáng với mức lương được nhận. Chia sẻ với Red Band International, ông Verbeek nói rằng tất cả người biết chuyện đều nói cậu ấy không đủ giỏi, tuy nhiên cậu ấy đang nhận lương 450.000 euro mỗi năm sau thuế. Toàn bộ phòng thay đồ đều biết chuyện này. Đấy là một hợp đồng thương mại, họ đều nói vậy. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, không bao giờ. Chiến lược gia, 57 tuổi, từng dẫn dắt Heerenveen từ năm 2004 tới năm 2008, ông vẫn theo dõi tình hình của đội bóng cũ. Trước các quyết định của ban lãnh đạo đội, Verbeek bức xúc. So với các câu lạc bộ khác, thời gian dường như vẫn đứng yên. Ông Verbeek tỏ ra không hài lòng với định hướng phát triển của đội bóng. Ông cho rằng nhiều quyết sách của Heerenveen không đặt chuyên môn làm ưu tiên hàng đầu. Huấn luyện viên này nhấn mạnh, không thể như thế được, bóng đá luôn phải đặt lên hàng đầu. Bản thân Verbeek cũng đang dẫn dắt câu lạc bộ Adelaide United Australia. Ông là huấn luyện viên có tên tuổi tại Hà Lan khi từng cầm quân Feyenoord,
AZ và Twente ở Eredivisie và Bochum ở Bundesliga. Huấn luyện viên sinh năm 1962 có mối liên hệ đặc biệt với Heerenveen khi từng trải qua 11 mùa bóng, chơi 250 trận cho câu lạc bộ. Về phần văn hậu, tuyển thủ Việt Nam gia nhập đội bóng Hà Lan hồi tháng 9. Sau hơn 3 tháng, anh thường xuyên được đăng ký thi đấu, đã chơi nhiều trận cho đội dự bị và mới có màn ra mắt Heerenveen tại Cúp Quốc gia cách đây ít ngày. Huấn luyện viên hiện tại và ban lãnh đạo Heerenveen đã nhiều lần nói về kế hoạch sử dụng văn hậu trong tương lai. Mới đây, họ từ chối trả hậu về U23 Việt Nam dự giải châu Á vì không muốn ảnh hưởng tới tiến trình phát triển của tuyển thủ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 Giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.